Xin chào mọi người, rất vui được quay trở lại trong chuyên mục mở hộp sản phẩm công nghệ của Tech Review ngày hôm nay. Trên bàn mình hiện tại đang là hai sản phẩm củ sạc mới nhất của Trustmart. Đây là hai củ sạc có hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery 3.0. Và một củ sạc này có công suất 18W và một củ sạc có công suất lên đến 57W vì được trang bị đến hai cổng sạc, một cổng USB-C PD 3.0 và một cổng USB-A thường thấy trên các củ sạc thông thường, với công suất 12W nhờ có công nghệ VonaWi độc quyền của Trustmart. Ta mình hãy cùng mở cái củ sạc này trước nha. Đây là củ sạc 18W USB-C PD của Trustmart. Củ sạc chỉ trang bị duy nhất một cổng sạc và hoàn toàn không có đèn LED hay bất kỳ một cái gì khác luôn. Và cổng sạc này là cổng USB PD 18W, có khả năng tương thích ngược với các chuẩn sạc khác như là Wi-Fi 3.0 và Wi-Fi 4.0. Và củ sạc này sử dụng trên tấm chuẩn châu Âu, rất thích hợp với thị trường Việt Nam vì cái chân tấm rất là bền. Với chân tấm dẹt của Mỹ thì rất là dễ hư. Rồi, mình cùng mở hộp củ sạc tiếp theo. Cái này là do bên mình lúc mở ra chụp hình có hơi bạo lực một tí xíu nên cái chỗ này nó hơi bị rách. Củ sạc này khá to và nặng. Bên trong ngoài củ sạc chúng ta sẽ có một cái đầu chuyển từ chân cắm dẹt kiểu Mỹ sang chân cắm EU, và mình rất là không thích điều này vì lý do là cái chân nếu mà làm gập như thế này thì sẽ rất là kém bền. Cắn vào. Cắn vào sau đây. À, không cần phải gỡ ra, chỉ cần để như vậy. Cắn vào là được. Wow. Như vậy nếu xài như thế này thì chúng ta sẽ có thể bảo toàn được độ bền của cái chân này thì chúng ta sẽ không phải cặp ra cặp vô, hoặc là nếu chúng ta sang chúng ta có thể để vậy luôn. Nhưng mình thấy thà như vậy thì nó sẽ ổn hơn. Củ sạc này là một trong hai củ sạc trang bị cổng PD 3.0 với công suất lên đến 40W. Củ lần trước tụi mình viết bài đánh giá có công suất lên đến 60W các bạn. Và ngoài hai cổng sạc USB-A 12W, USB-PD 45W thì chúng ta còn có một cái đèn LED nhỏ nhỏ để báo tín hiệu khi sạc. Trong bài đánh giá của Test Review thì tụi mình cũng đã có sạc thử củ sạc này với Mi 8 và laptop Lenovo T480 cùng một lúc. Kết quả khá ấn tượng là chúng ta có thể sạc nhanh cho cả hai, nhưng củ sạc lại không có hiện tượng quá nóng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm cũng như là muốn đọc thêm chi tiết về các bài đánh giá này, hãy click vào link trong phần mô tả. Nếu mà thấy thích kênh của tụi mình thì có thể nhấn like và subscribe bên dưới. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn. À xin lỗi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.